Đây, tài khoản Toshi phun nước 4 tia nước này các bác này. Đấy. Không gian nước nhé, đạp cả hai bên pedal. Đấy. Đạp cả không gian nước này. Đấy. Nguyên nhân không gian nước này thì đơn giản thôi các bác ạ. Đạp mỗi bên nước đi ra nhá. Đấy. Đạp cả hai không gian nước này. Đấy. Cái này không phải hỏng máy cũng không phải hỏng tay khoan nhé. Ở đây nó có nút chỉnh khuôn xương này, các bác để ý này. Đây. Nút này là mở nước này, nút này là chỉnh phun xương này, các bác đóng phun xương vào phát, đóng vào hết cỡ đi. Đóng hết cỡ là nước nó sẽ ra nhá. Xong. Đây, các bác đóng vào hết cỡ là nước nó sẽ ra này. Đấy, nước ra này. Bây giờ muốn nước nó ra đẹp thì các bác nhích ra một tí. Đấy, nhích ra tí thôi. Đấy. Đấy, thế là nước đẹp luôn. Mà bác nào lỡ vặn ra hết cỡ là nó không ra nước đâu nha. Đấy, các bác lưu ý giúp em cái chỗ này nha. Đấy. Đấy là chỉ đối với tay phun 4 lỗ thôi nha. Tay 4 tia nước thôi nha. 3 tia nước với 4 tia nước đều chỉnh vậy nha các bác nha. Để ý lưu ý nhất là cái nút phun xương này này. Đấy. Còn các tay khác thì vẫn bình thường. Như tay 2 lỗ này thì dễ lắm, các bác có mở xương to cũng được, mà không có xương thì nước nó không đẹp, nó có mỗi tia nước thôi. Tay này thì cực dễ luôn.